Hello các bạn, mình là Trần Thuận. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review với các bạn là cái chương trình là cào vé số cào giải thưởng đặc biệt là 400 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên mình cào vé số này nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy là ngày phát hành 2 tháng 1 2022, ngày hết hạn lưu hành là 30 tháng 6. Cái ngày còn mấy tháng nữa mới hết nè. Giải thưởng đặc biệt có tới 400 triệu đồng nha các bạn. Đó, để mình xem coi cái cách hướng dẫn sử dụng cách chơi nè. Thực hiện cào bỏ phủ cào nếu trong 16 ô các bạn trúng với bất kỳ số nào trong 4 ô số trúng thưởng thì bạn sẵn tiền thưởng như bên dưới. Một tờ. Rồi, còn cái này là các thời hạn lãnh thưởng này kia thôi. Ok nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu luôn nha, mình thử dân may. Bây giờ ô số may mắn là cái nào? Ô số may mắn là cái nào ta? Bên này là cào đúng rồi nè. Ô số may mắn ở đâu? Thực hiện cào bỏ lớp phủ tại vị trí phủ cào nếu bất kỳ số nào trong 16 ô của bạn trùng với bất kỳ số nào trong 4 ô số trúng thưởng thì bạn thắng số tiền thưởng ghi bên dưới. Ủa, ở đâu? Đây nó có hai vị trí cào này, là cái ô nhỏ này nè với cái ô lớn này. Thôi vậy mình cào ô lớn trước đi các bạn, cào sai thôi cào ô nhỏ trước đi. Đây này mình dùng cái muỗng thần thánh cào các bạn. Ấy chết cha, cái này là cái mã trúng thưởng gì đó. Thôi mình cào cái lớn trước đi, 33. Chúng ở đâu? Chúng ở đâu các bạn? Cái này cào ở đâu? Không hai là 1 triệu. Ba, cái này là mấy cái số để mình coi mình có trúng hay không. Còn bốn số đó đâu? Bốn số nằm đây ta. Ủa vậy nó ở đâu? Cái này không phải, cái này là cái mã vạch trúng thưởng, cái mã QR đó, QR đó. Cái bốn số trúng thưởng đâu? Thực hiện trong 16 bạn trùng với bốn bất kỳ số nào trong 4 ô số trúng thưởng, 4 ô số trúng thưởng đâu? Không phải cái này không? Không phải. Mình đi cào hết rồi nha các bạn. Giờ lát mình mới dò bốn số kia đâu, bốn số trúng thưởng đâu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ủa sao nó kêu 10 số vậy? Là à, vậy số trúng thưởng là cái này, là bốn số này nè các bạn. À, là bốn số đầu tiên nè. 53, 26, 46, 33. À, hiểu rồi các bạn. Này mình mới lần đầu nha. 36 không có, 40 không có, 06 không có, 02 không có. 17, 01, 47, 43. À, 33 trúng nè, trúng được 10.000. Trúng được các bạn. 33 trúng được 10.000. Đây các bạn thấy không, số 33 nè. Đây, số 33 này nè. Đây nè. À, trúng với lại số 33 này là 10.000. Yeah. Rồi 26, 28. Rồi không trúng rồi các bạn. Chỉ mình trúng được số 33 nè. Đó, ngày mai ra đổi. Mua cái khác thử ra ngoài tiếp. Còn cái này số tiếp 33, 34. Trời ơi. Tiếp theo các bạn. 09. Rồi vậy là không cào hết rồi các bạn. Vậy mình chỉ trúng được một số thôi nha. Kiểm tra lại nè. 36 chính hàng trên này, kiểm tra hàng trên này nè. 40 06 02 17 01 47 43
34, 28, 52, mình đây số 53, mình số 52 các bạn. 33 này là trúng 10.000 nè. 09, 30, 15, 21 vậy không trúng, chỉ trúng được 10.000 đồng thôi nha các bạn. Giá này tờ một tờ này là 10.000 đồng. Vậy thì mình trúng đâu nè các bạn, coi giải thưởng nha. Giải thưởng lớn nhất ở đây là giải thưởng lớn nhất là 5 triệu đồng nha các bạn. Đây nè, 5 triệu đồng. Đó. Còn giải thưởng nhỏ nhất là 10.000 đồng rồi, các bạn biết rồi. 10.000 đồng là giải chính nè các bạn. 5 triệu đồng là giải nhất. Đặc biệt là 400 triệu. Rồi, các bạn thấy rồi. Ok, chào các bạn. Vận may của ngày hôm nay mình là được 10.000 đồng hòa vốn. Bye bye các bạn, hẹn các bạn vào những video clip thử vận may tiếp theo nhé.